quân đội nhân dân điện tử báo quân đội nhân dân điện tử Kính chào quý vị và các đồng chí đang lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 8 tháng 9 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên. Và tôi là Huyền Anh. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và YouTube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 trên địa bàn phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn thành công 43 ngư dân gặp nạn trên biển sau bão số 3. Quân đội huy động lực lượng lớn khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả sau bão số 3. Lục quân Nga nhận lô xe tăng T-90M Probrief mới. Ngay trong sáng nay, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trực tiếp đến kiểm tra động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả của báo số 3 và thăm hỏi người dân trên địa bàn phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hiện khu vực này có khối lượng cây xanh to bị đổ gãy, canh nằm chắn trên các tuyến phố, đặc biệt là phố Phan Đình Phùng và Nguyễn Tri Phương bị tắc rất nghiêm trọng. Chính vì thế, từ 4 giờ sáng, các đơn vị trong Bộ Quốc phòng đã tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương để tổ chức khắc phục hậu quả. Thượng tướng Phùng Thị Tấn khẳng định, Hiện nay Bộ Tổng Tham mưu đã huy động các cái loại phương tiện chuyên dụng, rồi máy cẩu, máy trèo cao, rồi máy cưa, các loại để mà các đồng chí tiến hành khắc phục hậu quả này. Đồng thời với đó thì cũng là tổ chức các cái bộ phận để vào phối hợp với bà con, với với ủy chính quyền địa phương của phường, của quận để mà giúp đỡ các cái gia đình chính sách, các gia đình yếm thế, những cái hộ hoàn cảnh neo đơn để mà khắc phục hậu quả do cái thiệt hại của cơn bão số 3 gây ra. Thế hiện nay thì cái công tác này thì các đồng chí đã thấy đấy, cũng như là đang được triển khai làm rất tích cực. Và tôi đánh giá cao lực lượng lưới đoàn 1.4 cũng như các các cái đơn vị quân đội công an ra làm việc ở trên hiện trường rất là có trách nhiệm. Báo số 3 đổ bộ vào thủ đô Hà Nội khiến nhiều nhà tốc máy, hàng nghìn cây xanh đổ gãy cành, hàng chục xe máy và ô tô bị hư hỏng, gần 300 bức tường bao bị đổ. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước tại các điểm cây xanh gãy đổ do bão số 3, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ dọn dẹp, trả lại cảnh quan môi trường và đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân thủ đô. Ông Phạm Văn Thủy, tổ trưởng tổ dân phố số 8 phường Quán Thánh quận Ba Đình thành phố Hà Nội chia sẻ: Thì "Khoảng độ 8 giờ là quân đội đến hỗ trợ rồi, kịp thời cắt tỉa và đưa gọn vào các vỉa hè để đảm bảo an toàn giao thông trước mắt." và những cái cây đổ vào nhà thì tạm thời vận động người dân tạm lánh đi chỗ khác ở không cư trú trong khu nhà đó nữa để chờ lực lượng chức năng đến giải quyết. Mọi thao tác đều được cán bộ chiến sĩ thực hiện một cách khẩn trương, trách nhiệm và bảo đảm an toàn. Thượng tá Nguyễn Đình Dân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Quận Ba Đình, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết. Chúng tôi đã tổ chức ứng trực là 12 tiểu đội dân quân thường trực của cấp phường và các cái tổ đội dân quân tại chỗ và lực lượng của ban chỉ huy sự quận phối hợp cùng với các lực lượng khác của quận và các cái đơn vị quân đội trên địa bàn kịp thời khắc phục những cái hậu quả do cơn bão gây ra nhất là xử lý những các cái tuyến đường và khắc phục và giúp đỡ nhân dân để ổn định cái cuộc sống để như ngày hôm nay ngay buổi sáng chúng tôi đã cử lực lượng khai thông các cái tuyến phố để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân lao động sản xuất phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện các đơn vị quân đội tiếp tục khắc phục sự cố để phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão Yagi, sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã huy động tàu Cảnh sát biển 8004 và hai xuồng Cảnh sát biển 721-722 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực ti tốp, hòn pháo trong, pháo ngoài, tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, các xuồng cảnh sát biển đã tiếp cận tàu Duy Mạnh 19, QN7910 bị trôi giạt vào núi tại khu vực gần tàu Bạch Đằng 68. Xà Lan 02 cẩu HP5618 đầu kéo bị hỏng máy trôi giạt vào hòn pháo ngoài. Xà Lan 2 cẩu HZ8698 bị va vào núi Mắc Cạn. Xà Lan Thành Lộc 01 HZ6588 bị trôi giạt và mắc cạn tại khu vực đuôi hòn pháo ngoài. Xà Lan Việt Thuận 10 bị mắc cạn va vào núi, đầu kéo bị chìm. Hiện 43 thuyền viên của 8 phương tiện tàu xà lan gặp nạn trên biển đã được đưa lên tàu cảnh sát biển 8004 an toàn, sức khỏe các thuyền viên đều ổn định. Tàu cảnh sát biển 8004 và hai xuồng 721 722 đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn ở các khu vực trên. Khoảng 6 giờ 30 sáng nay, theo lệnh của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, lực lượng của lữ đoàn 170 đi tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 11 người dân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Việt Thuận bị mắc kẹt trong núi khu vực Hòn Rắm Bắc, tỉnh Quảng Ninh. Khi đang khai thác ngọc trai thì gặp siêu báo Già Ghi. Sau đó lực lượng tiếp tục cứu được 4 người mắc kẹt trong núi, khu vực gần đường vào vụng tùng sâu để tránh báo. Thuộc tàu HI0496 của tỉnh Hương Yên đang vận tải xi măng. Trước đó khoảng 10 giờ 30 ngày 7 tháng 9, trong khi tránh báo số 3 tại khu vực vụng tùng sâu, lực lượng của lữ đoàn 170 đã cứu được 2 người dân làm việc tại công ty cổ phần ngọc trai Hạ Long. Tất cả 17 người trên đã được lữ đoàn 170 bàn giao cho địa phương và đưa về nhà an toàn. Cũng trong sáng nay, ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, các cán bộ chiến sĩ quân đội thuộc các địa bàn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi đã nhanh chóng cơ động lực lượng khẩn trương giúp đỡ người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả sau bão. Từ đêm mùng 7 tháng 9 đến sáng nay, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia khắc phục hậu quả do bão số 3 Yagi gây ra. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, gió giật cấp 17, rông lốc đã làm cho nhiều mái tôn, mái ngói, cửa kính bị tốc mái vỡ đổ. Nhiều cây xanh, pano, khẩu hiệu tuyên truyền bị gãy đổ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh xác định các địa bàn trọng điểm cần tập trung khắc phục hậu quả bao gồm Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô. Trong đó chú ý đến các địa điểm bị sạt lở đất, cây xanh cột điện đổ chặn các tuyến đường giao thông. Khu vực dân cư ở vùng trũng bị ngập úng do mưa sau bão các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa có thiệt hại do tác động của mưa bão. Với tinh thần khẩn trương tích cực, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã sẵn sàng lực lượng phương tiện giúp chính quyền và nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão và hoàn lưu do bão gây ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện vật chất khẩn trương cơ động thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân với tinh thần quyết tâm cao nhất nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Theo thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng, thống kê sơ bộ toàn thành phố có hơn 300 cột điện bị gãy đổ. Vì lượng cột điện bị gãy đổ quá nhiều, cộng với giao thông cản trở công tác khắc phục nên cần phải có thời gian mới có thể cấp điện trở lại. Công ty điện lực Hải Phòng cố gắng đến 12 giờ trưa nay có thể cấp điện được cho 80% khách hàng ở 4 quận nội thành, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Trân và Hải An. Các địa phương Thủy Nguyên, An Lão, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Tràng Duệ, An Dương, ngành điện cố gắng sớm nhất là 19 giờ sẽ cấp điện cho những nơi này. Những chỗ bị thiệt hại nặng nề hơn phải đợi ngành điện có thời gian khắc phục sau. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tính đến sáng nay, cơn bão số 3 đã làm 178 nhà dân, 9 trường học, 3 nhà văn hóa, một trụ sở ủy ban nhân dân xã, một nhà xưởng bị hư hỏng do cây đổ tốc mái. Mưa bão đã làm sập 3 gian nhà gỗ tại xã Mỹ Thuận, cháy một nhà tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn. 4 nhà dân tại huyện Đoan Hùng bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 55 hộ dân tại huyện Thanh Sơn phải di rời. Sạt lở khoảng 19.300 mét khối đất tại xã Xuân An, Trung Sơn, Xuân Viên và thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. Mưa bão đã làm gãy đổ 24 cột điện hạ thế, nhiều cây xanh hoa màu. Do mưa bão đã làm hai người bị thương, một ở huyện Tam Nông, một ở huyện Thanh Thủy ngay trong đêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ của lực lượng vũ trang tỉnh phú thọ đã giúp nhân dân sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm và khắc phục hậu quả sau bão các đơn vị thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú thọ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ cứu nạn nắm chắc tình hình mưa bão trên địa bàn phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả hoàn lưu sau bão Tính đến 10 giờ sáng nay, mưa to trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh đang được huy động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích. Hiện nước ở các sông suối trên địa bàn các huyện Yên Châu, Sốp Gộp, Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên liên tục dâng cao, gây thiệt hại khoảng 14 hecta hoa màu. 7 nhà dân bị tốc mái, nhiều đoạn canh mương, đường giao thông bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông ở một số đoạn đường một cột điện hạ thế bị gãy đổ tại bản Nó Xài, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, làm ảnh hưởng đến việc cấp điện cho một số hộ dân. Tại tỉnh Hòa Bình, khoảng 0 giờ 5 phút, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng, làm sập nhà dân khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Cụ thể, vào thời điểm trên, tại xóm Trầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, một khối lượng lớn đất đá từ trên đỉnh đồi sạt lở vùi lấp hoàn toàn căn nhà của gia đình ông Sa Văn Sộm, 51 tuổi, khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đà Bắc đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Đà Bắc, nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ, tiếp cận hiện trường, tiến hành tìm kiếm, đưa được 4 nạn nhân tử vong ra khỏi khu vực sạt lở, đưa người bị thương đi cấp cứu. Ngoài ra, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng khiến 1.228 hộ dân phải sơ tán, 146 hộ nhà bị ảnh hưởng, 1.488,9 ha hoa màu bị thiệt hại. Theo thống kê ban đầu tại huyện Lục Ngạn, thông tin từ Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, trên địa bàn huyện có nhiều nhà ở, công trình bị ảnh hưởng do bão, gồm 9 cột điện gãy, 117 công trình bị tốc mái, nhiều cây xanh, cây ăn quả bị gãy đổ, một nhà xưởng bị sập, Tại các địa phương của huyện Lục Ngạn, sư đoàn 325 quân đoàn 12 cử hơn 300 cán bộ chiến sĩ tham gia giúp nhân dân, đã giúp sơ tán người, tài sản của nhân dân ra khỏi vùng mưa lũ đến nơi an toàn. Toàn thể cán bộ chiến sĩ sư đoàn 325 tham gia thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn như giúp đỡ chính gia đình mình nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất đối với nhân dân và các địa phương trên địa bàn đóng quân. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Nhà máy sản xuất xe tăng Nga Uravagon Zavod ngày 7 tháng 9 thông báo vừa chuyển giao một lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M ProRif mới cho lục quân Nga để tăng cường hoạt động của lực lượng thiết giáp ở tuyến đầu. Xe tăng T-90M ProRif từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là xe tăng tốt nhất thế giới, trở nên mạnh mẽ hơn qua từng lô hàng mới. Mặc dù được nâng cấp với công nghệ cao, xe tăng T-90M ProVip vẫn duy trì được đặc tính dễ sử dụng, cho phép binh sĩ nhanh chóng học và vận hành xe ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất. Một trong những tính năng chính tạo nên sự khác biệt của xe tăng T-90M là khả năng bảo vệ được tăng cường. Xe được trang bị giáp phản ứng nổ Relic và các lớp giáp thụ động bổ sung, mang lại khả năng phòng thủ mạnh mẽ, chống lại tên lửa chống tăng và các mối đe dọa hiện đại khác. Xe tăng cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, tiên tiến, có thể chống lại máy bay không người lái và giảm khả năng hiển thị radar, khiến nó khó bị phát hiện hơn. Những khả năng phòng thủ này giúp tăng cường khả năng sống sót cho T-90M trong môi trường tác chiến hiện đại. Xe tăng 90M Provip là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa của lục quân Nga nhằm thích ứng với những thách thức đang diễn ra của chiến tranh hiện đại, đặc biệt là trước công nghệ máy bay không người lái tiên tiến và chiến thuật tác chiến điện tử mà Ukraine sử dụng. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Rores vừa công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó có một hệ thống tên lửa phòng không Min-23H với 6 bệ phóng tên lửa nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Hệ thống này sẽ được bàn giao ngay trong tháng 9. H là hệ thống tên lửa dẫn đường đất đối không tầm trung. Hiện quân đội Tây Ban Nha đang vận hành hệ thống H-FAS-3, phiên bản mới nhất của Min-23H, Phiên bản Hawk Fast 3 có thể tấn công mục tiêu ở phạm vi lên tới 45 km, đánh chặn các mối đe dọa bay ở độ cao lên đến 18 km, cho phép hệ thống hoạt động hiệu quả chống lại nhiều mối đe dọa trên không gồm máy bay tầm thấp, trực thăng, phương tiện bay không người lái UAV và một số loại tên lửa hành trình. Radar AN/MPQ-61 và AN/MPQ-62 tiên tiến cho phép Hawk phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu bay thấp và di chuyển nhanh. Bản thân tên lửa cũng đã được nâng cấp đáng kể với radar dẫn đường bán chủ động và đầu đạn phân mảnh, đảm bảo tiêu diệt mục tiêu hiệu quả, ngay cả khi cận chiến với các mục tiêu di chuyển nhanh. Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.